Bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phái đoàn đàm phán của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, phát biểu trong cuộc tranh luận nảy lửa với các nhà báo tên tuổi đương thời của thế giới. Một mình bà ngồi giữa các nhà báo, hầu hết đều có quan điểm tương đồng với chính quyền Mỹ. Nhưng bà Bình vẫn thể hiện được lập trường chính nghĩa của dân tộc Việt Nam bằng thái độ hết sức điềm tĩnh với lối lập luận hết sức sắc sảo. Việc ném bom có phải một minh chứng nào đó cho chính sách của Mỹ và liệu có thể hiểu đó là sự thay đổi trong thái độ của chính quyền Washington hay không? Chẳng có luật pháp nào cho phép một nước Do Thám hay ném bom một nước khác. Ai sẽ quyết định thành phần của chính phủ cũng như quyết định rằng một người có ủng hộ hòa bình, trung lập và độc lập hay không? Toàn bộ nhân dân miền Nam Việt Nam đều phản đối sự hiện diện của Mỹ và chế độ do Mỹ áp đặt. Họ chẳng đại diện cho bất cứ điều gì ngoài người Mỹ. Chúng tôi muốn đàm phán với những người ủng hộ hòa bình, độc lập và trung lập. Không có nước Bắc Việt Nam hay nước Nam Việt Nam. Chúng tôi là một quốc gia.